Quay trở lại với audio Phàm Nhân Tu Tiên. Ở phần trước, sau khi tiêu diệt Bình Giao Tử, ba người Hàn Lập đang phân chia chiến lợi phẩm. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 254: Tranh lò đan. Mấy thứ này phân phối thế nào đây? Hai vị đạo hữu có ý kiến gì không? Lần Tập Tất liếm bờ môi nói. Hay là nhìn xem những thứ trong bình ngọc và hộp cọc trước rồi hắn tính. Lân Cửu nói, một tay chảo không hút bình ngọc trắng và tay mở nắp bình. Hàn Lập cũng cầm một bình khác mở ra. Hai mùi thơm ngắt, độc đáo, độc nhất vô nhị từ hai bình tràn ra. Ba người mới thoáng người đã cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần sảng khoái. Bình ngọc trong tay hai người chứa 10 viên đan dược vàng óng, lớn chừng ngón cái, mặt ngoài mơ hồ tản mát ra hào quang óng ánh. Hàn Lập tuy rằng không nhận ra đan dược, nhưng bằng kinh nghiệm luyện đan quán, đan dược vàng này hẳn là một loại đan dược tịnh tiến thu bị. Hơn nữa, dược hiệu tuyệt đối hơn xa thống nguyên đan. Đây là hoa thần đan, hữu dụng với tu sĩ chân tiên cảnh cô đọng tiên khiếu. Lần Thập Thất thích thú, chỉ sợ đan này là tên Bình Diêu Tử chuẩn bị cho bản thân phục dụng. Lân Cửu gật đầu, nói xong là cầm bình ngọc trắng thả tại chỗ cũ, lấy bình ngọc tím. Gã nhìn kỹ một chút phù lục dán trên hộp, sau đó phất tay đánh mấy cái đạo pháp quyết. Kết quả hộp ngọc đột nhiên hiện ra một cái tầng màu bạc sáng mờ làm pháp quyết bị văng ra. Cái này là... Lân Cửu kêu nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút, liền duỗi bàn tay đặt sát trên hộp ngọc, miệng lẩm nhẩm, tiếp theo là vòng tay sáng rực kim quang. Hàn Lập và Lân Tập Thất liếc nhau, mắt đối phương đều đã thấy được một tia hiếu kỳ. Theo lẽ thường, hộp ngọc này bảo tồn càng nghiêm mật, đồ vật bên trong càng không tầm thường. Lân Cửu hiển nhiên nhìn ra điều này, hiển nhiên định thử vận dụng biện pháp cứng rắn phá vỡ cấm chế trên hộp ngọc. Theo thanh âm chú ngữ trầm thấp trong miệng gã truyền ra, trên hộp ngọc nổi lên một loạt tia sáng chói mắt, chúng đâm xuyên vào kim quang, tỏa ra từ chỗ bàn tay đặt trên hộp ngọc, phát ra liên tiếp âm thanh sắc nhọn làm kim quang bị ngăn cản. Lần Cửu nhướng mày, kim quang trong bàn tay mãnh liệt sáng ngời, mơ hồ hiện ra phù văn màu vàng. Quỷ dị chính là tia sáng trắng từ hộp ngọc phóng ra mang theo mãnh liệt hơn, phát ra một hồi âm thanh đinh đinh đàng đàng vẫn không hề bị phá mở. Lần Cửu trầm mặt xuống, trán đã hiện ra những giọt mồ hôi to như đậu lằn từ từ trên mặt, nhưng mà bàn tay hắn cũng không có buông hộp ngọc. Kim quang tỏa ra bắt đầu càng lúc càng chói mắt, nhưng mà tia sáng trắng trên hộp ngọc cũng nương theo đó cuồn cuộn bất định, dần dần phóng xuất ra hào quang chói mắt. Trong mắt Hàn Lập hiện tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đến cấm chế nhỏ nhỏ trên hộp ngọc mà lại huyền diệu như vậy. Ngay cả Lân Cửu là chân tiên cảnh hậu kỳ cũng phải thúc thủ vô sách. Sau một lát, kim quang trên tay Lân Cửu đã chói đến độ mắt thường khó nhìn thẳng, mà tia sáng trắng dường như cuối cùng cũng tới cực hạn, bắt đầu bị kim quang bao bọc trở nên mờ nhạt. Lân Cửu đang vui vẻ, nhưng sau một khắc mặt biến đổi, lập tức rụt bàn tay ra. Tia sáng trắng trong hộp lóe vài lần rồi chớp mắt khôi phục bộ sáng ban đầu. Đáo Lân Cửu sao lại dừng, Lân Thập Thất không hiểu. Xem tình vừa rồi rõ ràng là sắp phá được cấm chế. Người thiết hạ cấm chế này quả là giỏi tâm kế, ở chỗ sâu có che giấu một cái tầng cấm chế tự hủy. Tất cả không sớm đề phòng, kịp thời dừng, không chỉ hộp ngọc này mà cả vật trong đó đều sớm thành mây khói. Lân Cửu lắc đầu. Lại có việc này. Lần Tập Thất nghe vậy mặt trầm xuống. Bình Diêu Tử đã bị giết, tìm phương pháp mở ra ở đâu? Nhất là việc này liên quan đến tiên cung thực càng khó tìm giải quyết. Lông mày Hàn Lập cũng nhíu lại. Theo kinh nghiệm của ta, không phải là một hoàn toàn vô kế khả thi, chỉ cần tính toán kỹ, chuẩn bị chu toàn thì có thử một lần. Ta bất lực rồi, nếu như nguyện ý thì hai vị có thể thử. Lần Cửu lắc đầu đưa hộp ngọc tới. Trong mắt Lần Tập Thất nổi thần sắc hứng thú, thò tay định tiếp lấy hộp ngọc. Trong tay nổi đến hoàng mang bọc lại, chụp vào hộp ngọc tím. Trên hộp ngọc lại lập tức nổi đến màu bạc sáng mờ, chậm lại hoàng mang. Hai thứ đan với nhau, mặt gã lộ ra tiếng ngưng trọng, hoàng mang trên tay dần sáng, miệng lẩm bẩm. Tay bắn ra từng đạo pháp quyết dũng mãnh lao vào trong hộp. Tia sáng trắng từ hộp màu tím tản mát ra cũng lập tức sáng lên, ngăn cả những pháp quyết xâm lấn. Sau một nén nhang trên trán, Lần Tập Thất hiện đầy mồ hôi, tay xoay tròn bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thành từng sợi màu vàng bao trùm hộp ngọc. Những sợi sáng màu vàng kia nhìn kỹ, rõ ràng là từ vô số phù văn màu vàng tạo thành.
khi sợi sáng màu vàng bao bọc lại, tia sáng trắng trên hộp ngọc bị đè xuống một chút. Lân Cửu thấy vậy còn người sáng lên, Hàn Lập cũng không nhịn được, tiến lên trước một bước. Vào tới khắc, phù văn màu bạc trên hộp ngọc lóe, bỗng tỏa ra hào quang sáng rực, đánh văng sợi sáng màu vàng xung quanh. Sợi sáng vàng rung lên rồi vỡ thành từng đoạn. Cấm chế quỷ quái gì vậy, quả là huyền bí. Mặt Lân Thập Thất trầm xuống hừ một tiếng nhưng không thử tiếp, cứ cưỡng ép thu tay về. Lân Cửu thấy vậy thở dài thất vọng nhìn Hàn Lập. Đạo hữu giao tập ngũ người cũng thử một lần, không chừng có thể thành công. Đạo hữu cũng nên cẩn thận, làm hư vẫn tính vào phần chia đấy. Lân Thập Thất nghe vậy hắc hắc cười khan, đưa hộp ngọc cho Hàn Lập. Tại hạ thử xem một chút, chỉ có điều là hai vị đều không thành công, tại hạ phân nửa cũng không làm được. Hàn Lập lơ đánh tỏ tay tiếp lấy hộp ngọc, vất tay đánh một kem làn sáng xanh bao bọc hộp ngọc. Tay hắn nhanh chậm bấm quyết, từng đạo ánh sáng xanh nhẹ nhẹ bao phủ hộp ngọc. Chiếc hộp ngọc nổi lên ánh sáng, chạm ánh sáng xanh va chạm trắng đàn với nhau lập lóe bất định. Nhưng sau năm sáu nhịp thở, tia sáng trắng trên hộp ngọc bỗng nhiên sáng rực, xé rách ánh sáng màu xanh bao bọc xung quanh. Ai, xem ra tại hạ cũng bất lực. Hàn Lập lắc đầu thả hộp ngọc xuống đất. Nếu cấm chế trên hộp ngọc này không có cách phá giải cũng không nên cưỡng cầu. Hiện tại thời gian không nhiều, chúng ta phải thương lượng phân chia bảo vật nữa. Lân Cửu thở dài nói. Hành động lần này đạo hữu Lân Cửu làm chủ, chúng ta như thiên lôi sai đầu đánh đó. Việc phân chia mấy thứ này không biết đạo hữu có cào kiến gì. Hàn Lập nói. Lân Thập Thất cũng nhìn phía Lân Cửu. Những thứ này, linh thảo, tài liệu, đàn dược và tiên nguyên thạch đều có số lượng nhiều, dễ xử lý, chia ra là được. Phiền toái là lò đàn màu vàng và kiện pháp bảo và hộp ngọc này. Lân Cửu trầm ngâm. Cũng không có, chúng ta vừa vặn ba người, mỗi một người lấy lò đàn, một người lấy pháp bảo, người còn lại lấy hộp ngọc, hai vị thấy thế nào? Lân Thập Thất lúc này nói ra. Đấu đưa ra đề nghị không tệ, chỉ là người nào lấy lò đan, người nào lấy pháp bảo. Lân Cửu thản nhiên hỏi. Hai vị đạo hữu, tại hạ một mực cảm thấy hứng thú với đạo luyện đan nên lò đan này để ta được không? Lân Thập Thất chắp tay. Thật trường hợp tại hạ cũng thấy rất hứng thú với luyện đan. Mắt Lân Cửu lóe thầm ý, cười nói. Lân Thập Thất nghe vậy mặt trầm xuống, Hàn Lập đứng một bên không biểu hiện ý niệm trong đầu chuyển động. Ba sự lựa chọn này vốn không thể so sánh. Lò đan màu vàng có phẩm giai cao nhất, nghiễm nhiên là một kiện tiên khí, giá trị tất nhiên lớn nhất. Cái gọi là cảm thấy hứng thú chỉ là cái cớ. Hiện tại đang định dùng đan đạo để đả thông bình cảnh, tất nhiên là động tâm với lò đan. Nhưng bây giờ hắn thở lạnh nhạt cũng không có tiện mở miệng tranh đoạt đò lò đan. Bởi thời điểm thần thức hắn đảo qua lò đan lại phát hiện trong đó ẩn giấu thứ gì. Loại cảm giác này giống như cảm giác thành trường đao màu đen nằm đó lấy trên tay Phương Bàn. Kết hợp với việc lúc trước tên Kim Tiền Tiên cùng Cổ Kiệt bảo vệ Bình Siêu Tử, thật có bảo đảm lò đan không bị động tay chân. Nếu mà vì tham bảo vật này làm tăng khả năng bị một cái tên Kim Tiền truy tung, hắn tuyệt không tạo ra mạo hiểm, nên cố gắng kiềm chế tham niệm. Nói lại, với tu vị và thần thức chân tiên cảnh trung kỳ, có lẽ Lân Thập Thất không phát hiện ra, nhưng Lân Cửu là hậu kỳ, lại cẩn thận chẳng lẽ không phát hiện một chút. Đại hạ bị vây khốn trong bình cảnh nhiều năm, vô cùng cần lò đan để luyện chế đan dược. Nếu hai vị nhường bảo vật này, tại hạ nguyện ý lấy ít đi 1/3 những vật chia khác. Lân Thập Thất liếc nhìn Hàn Lập cười khục. Nếu như Hàn Lập hắng giọng cái tựa hồ định nói gì đó, thực không giấu giếm, tại hạ vì tìm kiếm một lò đan thích hợp cũng hào phí mấy trăm năm thời gian, lần này vất vả mới thêm một cái lò đan vừa lòng. Kính hai vị đạo hữu bỏ qua thứ này, về phần tài nguyên khác tại hạ cũng nguyện ý ít đi 2/3. Không chờ Hàn Lập nói, Lân Cửu cắt lời. Mắt Hàn Lập sáng lên dường như bị thuyết phục. Chậm đã, như vậy đi, ta chỉ cần lò đan này, không cần linh thảo tài liệu khác, đều nhường cho hai vị được không? Mắt Lân Thập Thất quét qua lò đan nghiến răng nói. Hả, không nghĩ tới đạo hữu Lân Thập Thất yêu thích lò đan. Nếu đã nói đến nước này, tại hạ còn tranh đoạt thì đúng là không nề mặt. Chỉ không biết đạo hữu sao tập ngũ thế nào. Lân Cửu suy nghĩ một chút khẽ cười mắt nhìn Hàn Lập. Nếu hai vị đã có quyết định, giúp người hoàn thành ước vọng là thói quen của tại hạ, tự nhiên là không đoạt đồ người ta yêu thích. Như thế liền là chúc mừng đạo hữu Lân Thập Thất. Nếu lúc trước các hạ hôn mê mà có lò đàn này trước mặt, chỉ sợ cũng sớm tỉnh lại hơn rồi. Hàn Lập mỉm cười chắp tay hướng Lân Thập Thất. Đà tạ đà tạ. Hắn nghe vẻ xíu cợt trong lời Hàn Lập, dù tức giận nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Hàn Lập thì trên lúc trước sự giận dữ này vơi đi phần nửa.
Ngoài ra hiện tại tảng đá lớn trong lòng được gỡ xuống, lúc này gã không nói hai lời, phất tay phát ra một luồng hào quang thu lò đan. Nhìn một đống tài liệu trần quý đầy đất, gã đau lòng quay đầu dứt khoát không nhìn đi một bên. Còn vài kiện pháp bảo và hộp ngọc không biết đạo hữu sao thập ngũ muốn thứ gì. Lân Cửu nhìn Hàn Lập mở miệng: "Đã lần này tổn thất liên tiếp hai thành vì kiếm linh bảo, giờ thiếu pháp bảo thuận tay, thì muốn vài kiện pháp bảo." Hàn Lập đưa tay chỉ vài kiện pháp bảo nói: "Hả? Sao thập ngũ tu luyện không phải là pháp tắc thủy thuộc tính sao? Những cái này là phần kim thuộc tính không xứng với đạo hữu. Công pháp tại hạ trùng hợp lại là kim thuộc tính, phù hợp với pháp bảo này. Lại nói tiếp, hộp ngọc kia có cấm chế quỷ dị, cho nó tất có bảo vật trân quý, nên cho đạo hữu giao thập ngũ." Ánh mắt Lần Cửu nói hà hà. Vật trong hộp ngọc có lẽ đúng như đạo ngữ nói thập phần trân quý, nhưng cấm chế bên trên hộp ngọc quả quỷ dị, chỉ cần không cẩn thận một chút là tự hủy, có thể phí của trời. Tại hạ thiết nghĩ đạo hữu Lần Cửu mới là người có hy vọng nhất mở hộp ngọc, nên tại hạ lấy vài kiện pháp bảo thì thực tế hơn. Hà Lập nghe vậy lắc mạnh đầu nói: Chương 255, tránh đầu sóng gió. Đạo hữu giao thập ngũ, lấy sai rồi. Lần này nếu không có đạo hữu, ba người chúng ta chưa chắc đã vào được trong cốc. Bởi vậy thấy được tạo nghệ về cấm chế đạo hữu rất sâu. Nếu đạo hữu không có cách nào mở ra vào đấy, ta càng không có hy vọng. Đạo hữu chắc sẽ là không ép buộc ta chứ. Lân Cửu nghe vậy mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập giống như thầm ý chậm rãi. Đạo hữu quá khen, tại hạ thế nào lòng không biết rõ. Vừa rồi tử quá tự biết khả năng mở hộp ngọc còn chưa tới một thành. Kỳ thực với thân phận và tu vị đạo hữu Lần Cửu nhất định giao lưu rộng rãi, trong đó chắc chắn có cao nhân tinh thông cấm chế. Hàn Lập lắc đầu vẫn không lay chuyển. Sao thập ngũ đạo hữu, kỳ thật ngươi muốn bổ sung vài cái linh bảo để bù tổn thất lúc trước chứ gì. Như vậy đi, trừ hộp ngọc này và phế đan thì tài liệu còn lại ngươi lấy 6 ta 4. Như vậy các hạ không biết, như vậy các hạ cũng không thiệt thòi được chứ. Lân Cửu nhìn Hàn Lập trầm mặc một lát quyết định: Cái này được rồi, tuy nhiên trong những tài liệu kia có cầu long thảo và cầu lùi mộc có ích với tại hạ, mong đạo hữu có thể bỏ qua nhường cho ta. Đạo hữu có thể chọn thứ cùng giá trị trong vật liệu còn lại để thay thế. Lập tỏ vẻ đắn đo, trầm ngâm một chút rồi nói: Không vấn đề, như thế đi, đà tạ đạo hữu. Lân Cửu nghe thế chắp tay với Hàn Lập, vất tay một cái luồng kim quang thu pháp bảo Cửu Tinh Đại Kiếm và cổ kính màu vàng. Kỳ thật các cơ bản không để những pháp bảo kia trong lòng, chủ yếu vẫn là Cửu Tinh Kim Kiếm và cổ kính màu vàng. Với tư cách là pháp bảo trấn áp mắt trận, hai kiện này kim thuộc tính vô cùng tinh thuần nên cực kỳ tương xứng với công pháp tu luyện của gã. Chỉ cần tế luyện nghìn năm lập tức có hai kiện trọng bảo không kém tiên khí, nên gã nhất định phải có. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên cười nhạt rồi phất tay một cái, một làn hào quang xanh hiện, hộp ngọc tím và đàn đạo lập bị hỏng lập tức biến mất vô tung. Hai người nhìn về phía đống linh thảo tài liệu, tinh nguyên thạch nhanh chóng chia thành hai phần không đều, theo ước định lấy phần của mình. Tới bây giờ ba người đã chia xong tất cả bảo vật theo nhu cầu, trừ trên mặt Hàn Lập có vẻ không thoải mái lắm nhưng coi như là tất cả vui vẻ. Tốt rồi, không nên chậm trễ, chúng ta nhanh rời đi. Lân Cửu còng ngón tay búng một ngọn lửa, biến thi thể bình sao tử thành tro tàn rồi nói. Hàn Lập thấy vậy nhíu mày lòng thở dài một tiếng không nói thêm. Ba người rất nhanh rời sơn cốc, hóa thành ba đạo độn quang bay đi. Mấy tháng sau trong đại điện truyền tống trên đảo Yên Lăng có ba tu sĩ đi xa, họ tới một chỗ yên tĩnh trên quảng trường gần đó. Một người vạm vỡ, một văn sĩ áo xanh, một thiếu niên da trắng đúng là ba người Hàn Lập. Nhiệm vụ lần này phát sinh nhiều biến cố nhưng nhờ hai vị đạo hữu cuối cùng, hữu kinh vô hiểm. Đây là tù lao lúc trước hai vị kiểm tra. Lân Cửu lấy hai túi chữ vật đưa cho hai người Hàn Lập. Hàn Lập quét thần thức nhẹ gật đầu thu vào túi. Không vấn đề, tại hạ có việc cáo từ trước. Lân Cửu đất thủ túi chữ vật, sau đó chắp tay thân hình hóa một cái, một đạo hoảng mang biến mất ở chân trời. Đạo hữu Lân Cửu, hiện tại hồi tưởng lại ban thưởng của nhiệm vụ này so với độ khó cũng không tương xứng. Các cả là đội trưởng đảm nhiệm nhiệm vụ, trước khi tiếp nhận nhiệm vụ không phát hiện có gì lạ sao? Hàn Lập nói với Lân Cửu. Đạo hữu giao thập ngũ ý muốn nói gì? Lông mày Lân Cửu nhíu lại. Chỉ sợ nhiệm vụ lần này ban thưởng không chỉ như thế hả? Đạo hữu bảo trọng cáo từ. Hàn Lập tâm ý nói. Theo đó thân hình hóa một cái vệt cầu vòng bay về phía xa. Nếu ban thưởng không cao, ta lại dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới, tên tán tu này có tư chất thấp kém, nhưng thủ đoạn cũng không ít, lúc trước nhìn lầm rồi. Lân Cửu nhìn độn quang của Hàn Lập xa xa tự thì thào,
trên thân lóe ra kim quang biến mất vô tung. Thân thể hắn lập được bao phủ bởi thanh quang bay về phía trước. Hai tay hắn cầm hai vật là hộp màu tím và viên đan đạo bị hỏng, khóe miệng cười. Đan đạo dù bị hỏng, nhưng nếu lấy về từ từ nghiên cứu chắc chắn, chưa chắc không thể phát hiện ra thứ gì đó. Mà cấm chế trên hộp ngọc nhìn huyền diệu, lúc trước đã dò xét bên trong hắn không phải là không có đầu mối, thậm chí đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Nếu không hắn há lại đáp ứng cầm hộp ngọc. Đương nhiên trước mặt hai ngưu lân cửu, tự nhiên hắn không lộ ra, nếu không chẳng những đem đến phiền toái còn là dẫn đến việc phần chia chất lợi phẩm bị ít đi. Nói lại, hắn cực kỳ hiếu kỳ với vật cất trong hộp ngọc, vật mà tiên bình sao tử với thân phận gần như thiên nan sơ cất. Cẩn thận như vậy tất không phải chuyện đùa. Mới nghĩ tới đây hắn không khỏi nóng lòng, hận không thể chắp cánh cho bé động phủ ngay lập tức mà nhanh phá giải tìm kết quả cuối. Mấy tháng sau tại dãy Trung Minh, trên chính đường của phủ đệ ngọn núi Xích Hà, Hàn Lập ngồi ở ghế tựa, tay nâng một chén trà nhỏ màu xanh biếc, lấy nắp gạt nhẹ lát trà, nhấm nháp một ngụm. Đang người Mộng Vân Quy giờ phút này đang từ hành lang trái phải đi nhanh tới nội đường. Tiến vào phòng chờ mọi người hành lễ với Hàn Lập xong, Mộng Vân Quy tiến tới bước nhỏ mở miệng. Lệ trưởng lão, Tôn Bất Chính hiện đang bế quan sinh tử, chỉ ra những người khác đều đã đến đủ. Hàn Lập nhìn lướt qua 9 người phía dưới, so sánh thời điểm lúc đầu bọn họ tới đây, tu vị đã tăng rất nhiều. Chót cảnh giới cao nhất hiện tại là 2 người Mộng Vân Quy và Tôn Bất Chính đang bế quan, nhưng tốc độ tăng nhanh nhất lại là Mộng Thiền Thiền. Lúc này, cô nàng xinh đẹp đang đứng cạnh Mộng Vân Quy mở to mắt trong veo như nước, nhìn Hàn Lập mắt tràn vẻ sùng kính. Ta lập tức phải rời tông môn một thời gian, hiện tại gọi các người tới là có chút việc muốn giao cho các người. Hàn Lập mở miệng nói. Kính trưởng lão phân phó. Trong mắt Mộng Vân Quy có chút kinh ngạc, lập tức ôm quyền. Đợi sau khi ta rời đi, tạm thời phong sơn ngọn Xích Hà hết tẩy cách lạ không tiếp. Trong thời gian này, nếu không có chuyện gì khẩn cấp, các người không cần rời ngọn núi ra ngoài, ở động phủ an tâm tu luyện. Chỉ cần chăm sóc tốt linh thảo và linh dược viên là được. Về phần tài nguyên tu luyện cần thiết ta giao cho Vân Quy. Được rồi, các người lùi đi. Hàn Lập phân phó xong quát tay. Vâng, mọi người cung kính một tiếng quay người ra ngoài. Mộng Vân Quy còn chờ Hàn Lập phát đan dược, tất nhiên chưa rời đi. Mộng Thiền Thiền do dự một chút cũng là theo sau mọi người ra ngoài. Thiền Thiền, người cũng ở lại một lát. Hàn Lập bỗng mở miệng gọi nàng. Mộng Thiền Thiền nghe vậy mừng rỡ quay người trở về, đứng yên lặng cạnh ca ca. Hàn Lập cổ tay lật một cái, lòng mắt thể hiện một túi chữ vật làm quăng cho Mộng Vân Quy, mở miệng nói. Lần này ta ra ngoài khá lâu, sẽ không thể về sớm. Những đan dược này có lẽ đủ dùng, cứ qua một khoảng thời gian người lại phân phát cho mọi người một lần là được. Mặt khác bên trong Cố Nguyên Đan, đợi sau khi Tôn Bất Chính phá cảnh xuất quan, ý có thể dùng để củng cố cảnh giới. Vâng, Mộng Vân Quy vội vàng tiếp túi chữ vật gật đầu. Tốt rồi, người cũng lùi trước. Hàn Lập phân phó. Mộng Vân Quy nghe vậy thần sắc hơi lạ, liếc muội muội rồi cáo từ. Mấy ngày trước ta có xem quả trứng kia được người chăm sóc rất tốt, hiện tại dù vẫn chưa nở nhưng sức sống tràn đầy dị thường bên trong, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng hoảng sợ. Hàn Lập vừa cười. Làm Thiền Thiền làm không tốt, tới nay chưa thể khiến trứng nở. Mộng Thiền Thiền có chút xấu hổ cúi đầu. Việc ấp trứng vốn cần cơ duyên, hiện tại thời cơ chưa tới, người không cần lo lắng, chỉ cần tiếp tục chăm sóc là được. Hàn Lập nói. Lệ trưởng lão yên tâm, Thiền Thiền nhất định cố gắng chăm sóc. Mộng Thiền Thiền gật đầu. Hàn Lập cười cười phất tay lấy một cái bình nhỏ ngọc đưa nàng. Bình hỏa viêm đan này trước kia ta ra ngoài có, người hôm nay có thể phục dụng, rất có ích lợi với việc tăng tốc tu luyện. Đa tạ lệ trưởng lão. Mộng Thiền Thiền vội lạt đưa tay tiếp lấy sung sướng nói. Được rồi, người cũng đi đi. Hàn Lập phất tay nói với nàng. Mộng Thiền Thiền nghe vậy trần chờ đứng nguyên tại chỗ, lại có chút do dự. Thế nào, có chuyện gì cứ nói đi đừng ngại. Hàn Lập thế vậy hỏi. Lệ trưởng lão, người trở về chưa được bao lâu lại muốn ra ngoài phong sơn, Thiền Thiền có chút lo lắng không biết hay không xảy ra chuyện gì. Mộng Thiền Thiền do dự. Nhà đầu ngốc, ta đường đường là một chân tiên, có thể xảy ra chuyện gì. Hàn Lập nghe vậy cười. Ra là thế, vậy tốt rồi. Thiền Thiền cáo lui. Mộng Thiền Thiền nghe vậy nghẹn thở xoay người rời đi. Hàn Lập đưa mắt nhìn thân ảnh Mộng Thiền Thiền biến mất, thu lại vẻ cười mặt dần ngưng trọng.
Hắn ngoài miệng nói ung dung, thực tế tâm thần có chút không yên. Lúc này, thời gian hắn trở lại tông môn chưa tới 3 ngày, nhưng thời gian hắn rời Đại Lục Minh Hàn đã hơn nửa năm. Ngày đó, hóa thân Cổ Kiệt nói toạc ra bọn hắn là người của Vô Thường Minh. Lúc cuối còn lộ ra thân phận là trưởng lão Bắc Hà Tiên Cung, làm hắn không khỏi cảnh giác. Hắn mơ hồ cảm thấy trong tông thực không phải là hành động sáng suốt, cho nên tính đi nhận một nhiệm vụ tạm thời rời xa tông, tránh đầu ngọn sóng. Nghĩ tới đây, hắn là đứng dậy rời động phủ, bay xuống chân núi Xích Hà. Chương 256: Việc của người khác. Rất nhanh, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện ở động đá vôi bên trong hỏa mạch dưới đất. Nơi này vẫn như trước, không khí tràn ngập một cỗ khí tức nóng rực. Nham thạch dưới mặt đất nóng chảy thành hồ, đỏ thẫm như huyết thanh cuồn cuộn không ngừng. Từng đợt bong bóng khí nổi lên nổ tung, phát ra từng đợt âm thanh như sấm rền. Đợi trận doán bố trí xuống, từ trước vẫn lặng lặng lơ lửng trên hồ, chỉ là hào quang ở trận kỳ đã ảm đạm, giống như nhiều ngày không vận chuyển. Trong đại trận cũng không thấy bóng dáng kén tầm hỏa điểu. Hàn Lập thấy thế, lập tức thúc giục tinh thần liên hệ với tinh viêm hỏa điểu. Đến. Lát sau, một tiếng hú thanh thúy vàng giữa hồ, trong hồ nham thạch nóng chảy, đột nhiên khua đến một cái túi lớn. Một cái bóng màu bạc bỗng từ túi nhảy ra, lướt gấp về phía Hàn Lập. Cái bóng tốc độ cực nhanh, đồng thời mang theo một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng lập tức tới. Hàn Lập bị cái bóng chạm mạnh, đùng một tiếng, chỗ ngực chợt là cảm thấy bỏ sát. Không đợi hắn đưa tay tới, cái bóng bạc biến thành một người lửa tí hon màu ánh bạc, cao gần 2 thước. Thân hình người tí hon đứng thẳng một cách linh động, nhanh chóng bay một vòng quanh Hàn Lập. Hàn Lập tập trung nhìn vào, lòng vui vẻ. Người lửa tí hon bạc là tinh viêm hỏa điểu của hắn biến thành, thoạt nhìn khuôn mặt thanh tú giống như em bé 5-6 tuổi. Hôm nay hỏa điểu chẳng những khí tức trên thân đã vượt qua tình trạng đỉnh phong tại linh giới lúc trước, mà từ hỏa diễm còn ngưng tụ 2 mắt, hoàn toàn mở linh tính. Xem ra hỏa điểu đã có tiến bộ cực lớn, nếu tiếp tục tu luyện chỉ sợ đã còn phát triển hơn. Nhìn nhót quanh Hàn Lập một hồi, đột nhiên thân hình nó hóa thành một đoàn lửa, nhào một cái rơi trên bàn tay Hàn Lập, lúc này lại hóa thành người tí hon. Hàn Lập đưa tay xoa đầu người tí hon ánh bạc, người tí hon có vẻ cực kỳ hưởng thụ, híp mắt ngẩng đầu, không ngừng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Mặc dù hỏa mạch nơi này có lợi cực lớn với người, nhưng lần này ta phải rời khỏi đây một thời gian, cũng không biết khi nào mới trở về, vì vậy không thể để tiếp tục người ở đây. Hàn Lập thì thào, cũng không biết là nói cho mình nghe hay giải thích cho tinh viêm hỏa điểu. Người tí hon tựa hồ nghe hiểu ý hắn, thân hình bỗng trực tiếp bay vút lên, biến thành chim lửa nhỏ màu ánh bạc, miệng phát ra một tiếng kêu sung sướng. Nó vòng qua vòng lại trên không trung một hồi, đáp xuống, lóe ẩn vào cơ thể Hàn Lập, ý tứ rõ ràng người đi đâu ta theo đó. Hàn Lập thấy mặt lộ nét vui vẻ, thu hồi toàn bộ pháp trận lúc trước bố trí tại đây, xóa dấu vết, sau đó mới quay người rời khỏi. Sau khi ra khỏi động đá vôi, hắn cũng không về động phủ mà vòng qua hồ Lô Phong. Từ sau khi nhận được cầu lòng thảo trong túi chữ vật trạc của Bình Giao Tử, hắn liền muốn thử chế luyện Sơn Lâm Đan. Lần này nếu như phải rời khỏi, hắn tự nhiên muốn đi thu mua đan phương của Sơn Lâm Đan. Đến đêm khuya, hắn không động tĩnh quay về động phủ, thu toàn bộ linh dược thành thục có thể dùng được trong linh dược viên, cũng là mang đi thạch lô cổ quái do Hầu Vương hiến tặng lúc trước, sau đó vội vã rời khỏi Xích Hà Phong, thẳng đường ly khai Trúc Long Đạo. Nửa năm sau, phía bắc Cổ Vân Đại Lục, trên đỉnh một cái tòa núi cao vạn trượng, có một đạo ánh sáng màu xanh từ không trung rơi thẳng xuống, rầm một tiếng, đạo ánh sáng lún sâu vào đỉnh núi, làm chấn động sụp đổ nửa ngọn núi, kích phát bụi mù bay cuồn cuộn. Chỉ thấy bên trong khói bụi đầy trời là một gã trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị. Chỉ thấy bên trong khói bụi đầy trời là một gã trung niên nam tử, mặt nghiêm nghị, thần sắc lạnh lùng, khoác mặc trên người một kiện cổ giáp màu xanh, kiểu dáng cổ kính. Trên thân giáp có thêu hoa văn màu vàng, dù không hiển hiện hoa quang ra ngoài,
Nhưng kiện cổ giáp này vẫn đem đến cảm giác trầm trọng kiên cố. Bộ dáng này đúng là cổ kiệt. Chân trái gã mang giày màu xanh đang dẫm lên. Một cái gã nam tử mập mạp mặc sang phục sức ngoại môn trưởng lão Trúc Long Đạo. Thế này tuy rằng răng môi lẫn lộn, mặt đầy khổ sở, đang đau khổ cầu khẩn. Tiền bối ta mạng à, ta thật sự không biết người tiền bối muốn tìm là người nào. Cổ kiệt trên mặt hiện một cái tia mong mỏi, ngón tay nhấc lên đâm vào mi tâm nam tử mập mạp. Chỉ thấy hào quang lóe ra từ hai ngón tay gã, một đám tơ xanh trực tiếp bắn vào trong đầu gã nam tử mập mạp. Gã kêu một tiếng đau đớn mất ý thức. Sau lát cổ kiệt thu tay, miệng hừ một tiếng, một chưởng chụp đầu của nam tử mập mạp. Cái đầu chàng khắc dưa hấu chín mọng ầm ầm nổ tung, não tường đỏ trắng tung tóe. Bên trong đầu lâu của y xuất hiện một nguyên anh màu vàng không có linh tính, thân bị tơ xanh trói chặt, kim quang trên thân nguyên anh dần dần ảm đạm rồi mất đi màu sắc, biến thành tro bụi. Cổ kiệt đứng nguyên tại chỗ không cử động, tựa như suy nghĩ. Sau một hồi lâu, bàn tay gã vung, hào quang lóe lên trước người gã 7-8 trượng, mặt nạ đầu tú màu thủy làm xuất hiện lơ lửng ở không trung. Sau đó gã chụp tay phía trước một mặt nạ màu ngựa xanh từ dưới thân nam tử mập mạp bay ra, cùng với tấm mặt nạ khác lơ lửng song song giao nhau. Không uổng công bổn tọa nấn ná hồi lâu chỗ này, rốt cuộc tìm được một chút thông tin hữu dụng. Quả nhiên tại Trúc Long Đạo. Cô Kiệt nhìn đám mặt nạ trước người nhàn nhạt nói. Dứt lời, gã bàn tay hung hăng chảo vào hư không một cái, đám mặt nạ nơ nửng trước mặt hắn nhào nhào nổ tung biến thành bột mịn. Sau đó, một đoàn ánh sáng xanh lóe lên từ thân gã, thân ảnh lập tức mơ hồ biến mất tại chỗ. Mấy tháng sau, tại Viết Ông Trung Minh Sơn Mạch trong một cái sơn cốc kín đáo. Tại cửa sơn cốc có một khe rãnh cực lớn, rộng 10 trượng, kéo dài bên trong một bậc thông tới tận sâu trong sơn cốc. Những nơi khe rãnh đi qua bằng tuyết đều tan, lộ ra trên mặt đá màu đen, từng đám rêu xanh ướt sũng cùng với cỏ dại thấp bé. Trên vách đá dựng đứng, ở sâu nhất trong sơn cốc một bóng người gầy gò, bị từng đám dây leo màu xanh siết chặt, ép vào trên mặt đá. Một đường máu đỏ sẫm chạy dọc từ đầu y xuống chân. Nếu không có dây leo trói buộc, sợ là thân thể y sớm đã một phần thành hai mà ngã xuống hai bên. Người này khuôn mặt hết sức bình thường nhưng lại có đôi mắt nhỏ như chuột ai thấy cũng khó quên. Số phút này viết trước người nọ là một trung niên nam tử mặc thanh giáp lơ lửng là Cổ Kiệt. Trên tay nắm một cái nguyên anh toàn thân lóe kim quang đang điên cuồng giãy giụa, cơ bản không làm được gì. Nói đi, ngày đó đám người cùng người giết chết Bình Giao Tử là ai, hiện ở nơi nào? Cổ Kiệt nhàn nhạt nói. Mặc dù người thân là trưởng lão kim tiên của tiên cung nhưng không có quyền. Người không có quyền tự tiện xông vào Trúc Long Đạo. Đạo chủ bổn tông tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm nguyên anh đứt quãng, trộn lẫn một tia hoảng sợ, có chút chờ mong mượn uy thế của tông môn bức lùi đối phương. Bổn tọa biết, trong nguyên anh của ngươi có cấm chế không cách cưỡng ép xỏ xét. Bất quá ta tin tưởng, ngươi có nghe qua chủng anh chi thuật. Ở đây ta có sẵn mang ù thủy ác thổ, hảo hạng nhất. Nếu mà chồng nguyên anh của ngươi vào, quả đáng để chờ mong. Cô Kiệt cười lạnh nói. Tướng nhân màu vàng nghe xong giật mình, mặt lộ hoảng sợ thần sắc. Trùng anh chi thuật là một loại phương pháp chữa trị khi nguyên anh bị hao tổn, có thể thông qua tiên thiên linh thổ nuôi dưỡng nguyên anh. Nhưng nó đem tiên thiên linh thổ đổi lại tiên thiên ác thổ, liền không phải là bảo dưỡng nguyên anh mà là một mực hành hạ cực kỳ ác độc. Nguyên anh một khi bị trồng vào ác thổ, liền là liên tục chịu cảnh ác thổ xâm nhập, không ngừng cảm thụ nỗi thống khổ, tê liệt thân hồn, đồng thời lại dần dần chuyển hóa là một bộ phận của ác tổ. Quá trình này kéo dài ngàn vạn năm, hơn nữa cơ bản không cách nghịch chuyển, cuối cùng là mất khả năng chuyển thế luân hồi. Xem ra người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cổ Kiệt thấy nguyên anh cả buổi không mở miệng, rất là khoát cười lạnh nói. Dứt lời, cổ tay hắn xoay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lư hương ba chân. Trong lư hoàn toàn không có hương khói gì, chỉ có một thứ bùn đất màu đen đầy lư. Tứ đất này đặc sệt như dầu nhất,
truyền ra mùi mục nát tanh tưởi, thi thể thối rữa trên thân tỏa ra từng cái bong bóng khí đen bóng. Vừa thấy vật ấy, Nguyên Anh màu vàng lập tức hoảng sợ muôn phần, một chút tâm lý cầu may còn sót lòng lập tức không còn kêu. Ta nói hai người kia, hắn thực ra không biết thân phận hai người lần cửu, bất quá dưới thực lực tuyệt đối của nam tử giáp xanh cộng với cưỡng bức của ác tổ, hắn đành phải đem đầu đuôi ngọn nguồn phân tích suy đoán của mình nói sạch. Cổ Kiệt nghe xong khẽ nghe răng cười, nhưng tiếp theo tay vẫn là mãnh liệt nắm hùng hằng nghiền nát Nguyên Anh. Hắn giơ tay khẽ vẫy một cái, chữ vật chặt trên cánh tay người gò lập tức thoát ly hạ xuống trên tay hắn. Hắn sau khi luyện hóa một chút, đưa tay đảo một vòng trong hư không, trước mắt hắn lập tức có vầng sáng lóe lên, một lò đan màu vàng cùng một cái trường mặt nạ đầu chuột xanh hiện ra. Cổ Kiệt đưa nhẹ tay vuốt lò đan màu vàng, mặt ngoài lò đan lập tức có một đạo phù văn vốn bị che giấu hiện ra, từng đạo vầng sáng xanh theo đó phóng xuất ra, tới trong truyền một cái hồi chấn động trầm ngâm. Coi như có chút năng lực, rõ ràng che giấu dấu vết ta lưu lại phân nửa. Chắc không được, ta chỉ có thể tìm tới cổ vân đại lục, sau đó không có cách xác định vị trí cụ thể. Nam tử khẽ nhướng mày. Nói xong hắn thu hồi lò đan và mặt nạ, thân hình chuyển một cái hướng về trung bộ Trúc Long đạo. Lại sau nửa tháng, trên một cánh đồng tuyết trắng bao la gần trung bộ Trúc Long đạo, một đạo thân ảnh màu xanh đang phi độn như một con diều hâu màu xanh lướt giữa không trung. Hư không sau lưng có một đóa sen tiết màu trắng cực lớn như cơn lốc xoáy lướt về phía gã, tốc độ xem ra là nhỉnh hơn thân ảnh xanh vài phần. Bên trong hoa sen tuyết chính là một nữ tử áo trắng như tuyết đang nằm nghiêng. Thân hình nữ tử cực kỳ hoàn mỹ, nhiều một phần đấy đà thiếu một phần gầy gò. Vị này trên mặt nạ đeo một cái mặt nạ hổ ly đen thắm, tuy rằng che dung nhan nhưng lại lưu nhiều chỗ để tưởng tượng, đồng thời tăng thần bí. Ở vị trí mi tâm mặt nạ một chữ tam nho nhỏ viết bằng một loại ký tự cổ quái. Khoảng cách giữa ánh sáng xanh cùng với hoa sen tuyết càng lúc càng gần, tới lúc cách xa mấy trăm trượng đột nhiên cả hai ngừng lại. Nữ tử áo trắng thân thể thướt tha thon dài nằm nghiêng trong hoa sen tuyết, tay phải chống lấy một cái tóc mai, tay còn lại mân mê một cảnh hoa trắng không có lá, mắt như sóng nước ướt át nhìn Cổ Kiệt. Ta không muốn cùng người giao thủ cũng không phải là sợ người, đừng có tự tìm đường chết. Cổ Kiệt mặc giáp xanh, mặt trầm xuống nhìn nữ tử áo trắng trong sen tuyết lạnh lùng nói. Hà hà. Thần không phải là mãnh hổ cũng không ăn thịt đạo hữu đương nhiên là không sợ thiếp thân. Bất quá, đạo hữu là trưởng lão Bắc Hàn Thiên Cung tự dưng xâm nhập Trúc Long đạo đại khai sát giới, chẳng lẽ cho rằng Trúc Long đạo tiền sợ tiền cùng sao? Nữ tử áo trắng cười. Người hiện đang đeo mặt nạ vô thường mình lại mở miệng nói chuyện Trúc Long đạo, không phải xem xét và việc người khác sao? Cổ Kiệt nghe vậy cười lạnh. Thiếp thân gần đây có chút rảnh rỗi mà lòng hoảng hốt, đây không phải là do đạo hữu vừa đúng lúc xuất hiện chứ? Nữ tử áo trắng khẽ thở dài âm mưu nói, thanh âm nàng dễ nghe tựa như gió xuân vờn lên mặt, tựa như mưa rơi xuống đầm lầy âm mưu leng keng rung động. Nhưng Cổ Kiệt nghe qua chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, thần hồn gã bất giác có chút tê dại. Chương 257: Trả nhân tình. Dám cả gan mê hoặc bổn tọa, muốn chết! Cổ Kiệt hét lớn tiếng như chuông kêu, nghe mắt phá tan tiếng cười của nữ tử, chỉ thấy cổ tay y rung lên, chỗ hư không trước người chấn động, hiện ra một thanh phi kiếm màu xanh lướt nhanh về phía nữ tử áo trắng. Cũng không thấy nữ tử áo trắng có động tác gì, hoa tuyết liên phía dưới nhất thời rực rỡ hào quang. Một cái cánh hoa trong suốt như ngọc dựng đứng chắn trước người nàng. Một tiếng cong vang, mũi của thanh phi kiếm màu xanh đâm vào cánh hoa tuyết liên sâu hơn tấc, nhưng cũng không có cách lao tiếp, chỉ có thể đu đưa rung rung giữa không trung. Cổ Kiệt thấy thế, tay cầm kiến quyết, miệng ngầm tụng khẩu quyết, chỉ thấy phù văn trên phi kiếm màu xanh sáng rực, đầu mũi kiếm đâm vào tuyết liên đột nhiên sáng lên thanh quang cỡ hạt gạo, từ đó truyền ra từng đợt khí tức mộc thuộc tính nồng đậm. Nương theo điểm thanh quang này sáng lên, cánh hoa tuyết liền bắt đầu trong suốt như ngọc trắng chuyển thành óng ánh như ngọc bích.
chỉ nghe một tiếng bụp nhỏ vang. Hạt gạo đang mờ mịt thanh quang chợt lóe, tỏa ra ánh sáng chói lọi, bỗng nhiên bắn ra một sợi tơ màu xanh biếc, trong suốt như ngọc, mỏng xanh như sợi tóc, vô cùng mềm mại nhưng tốc độ kinh người không gì sánh được. Nhắm mắt xuyên thủng cánh hoa tuyết liền bắn vào nụ hoa bên trong. Nữ tử nằm nghiêng trên bông hoa tuyết liền thấy thế, mặt hơi nhào một chút, vung cành hoa trắng không có lá trong tay, đánh về sợi tơ xanh biếc, hai tiếng lụp bụp vàng. Sợi tơ xanh biếc xuyên thẳng qua hai lớp cánh hoa mới dừng. Hào quang ảm đạm lập tức tiêu tán, còn hai cánh hoa trên bông hoa trắng trong tay nữ tử áo trắng cũng chuyển thành màu đen héo rũ rớt xuống. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Nữ tử có phần ai oán, khẽ vuốt bông hoa trắng sau đó đứng dậy còng tay. Về phía cánh hoa tuyết liền bị mũi kiếm màu xanh đâm vào nhẹ búng một cái. Phi kiếm màu xanh lập tức như bị sét đánh run rẩy gào thét, rung động kịch liệt. Trên mặt cánh hoa bay ra lượn lờ bay vòng về Cổ Kiệt. Cổ Kiệt mới cầm vào chuôi kiếm liền cảm giác lòng bàn tay ngứa ngáy. Quay đầu nhìn xuống chỉ thấy chuôi kiếm có vấn hoa màu hồng. Không đợi y buông chuôi kiếm, chỉ thấy vấn hoa lóe lên hào quang. Từ đó từng con bướm xinh đẹp có màu sắc sặc sỡ, nhanh chi chít bay ra như vậy vây quanh người y. Cổ Kiệt nhíu mày, phù văn trên giáp trụ chớp động, rực rỡ thanh quang, từng sợi dây thanh mảnh màu xanh từ trên giáp trụ thò ra, vô cùng dày đặc, tuôn ra tứ phương tám hướng, nghe mắt phủ kín bầy bướm này vào trong, xoắn không sót con nào. Nhưng lúc này y kinh ngạc phát hiện, nữ tử áo trắng và đồng bông hoa tuyết liền trước mặt biến mất không thấy đâu, ngay cả chấn động ký tức cũng biến mất toàn bộ không còn chút nào. Thân hình y xoay chuyển nhìn từ phía hoảng sợ phát hiện xung quanh vậy mà trống rỗng không có gì, ngay cả cánh đồng tuyết phía dưới cũng biến mất không thấy. Chính là ảo cảnh, đừng hòng nhốt được ta, Cổ Kiệt kêu nhẹ dứt lời, mắt y nhắm nghiền, môi bắt đầu lặng lẽ mấp máy, theo đó một hồi thanh âm ngân nga vàng. Trong lòng bàn tay y lóe sáng lên một vòng hào quang màu xanh, giáp trụ trên người và phù văn trên trường kiếm trong tay cũng sáng choang, từ đó phóng ra hào quang màu xanh biếc óng ánh. Lát sau mắt y mở ra, tay cầm kiếm bổ viết trước miệng quát to một tiếng mở, chỉ thấy trong hư không phía sau lưng thanh quang cao vọt lên, bảy kiếm ảnh màu xanh cao quá ngàn trượng như những ngọn núi, mang theo khí thế mạnh mẽ vô cùng hùng hãn đập xuống phía trước. Rầm rầm rầm, trong hư không tiếng sấm không ngừng vang, bảy kiếm ảnh liên tiếp chém xuống khiến cho toàn bộ không gian chấn động kịch liệt. Nhưng mà khi đợt chấn động kịch liệt từ từ lắng xuống, xung quanh vẫn như trước, không có vật gì, không có nửa điểm biến hóa. Thần sắc trong mắt Cổ Kiệt rốt cuộc phát sinh biến hóa, lúc này mỹ y mới phát giác ra chính y dường như đang ở trên một không gian hư vô. Cổ đạo hữu, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải đánh tiếp, hiện tại có thể ngồi xuống nói chuyện không? Đúng lúc này trong hư không xung quanh vang tiếng nữ tử áo trắng có chút mơ hồ. Người định nói chuyện gì? Cổ Kiệt hỏi. Ta biết chuyện đã xảy ra, nó chỉ là một nhiệm vụ trong mình mà thôi. Bọn chúng chỉ là người thi hành, không có làm gì sai. Nữ tử áo trắng chậm rãi nực cười, dám ngông cuồng giết một chân tiên tu sĩ có thể trở thành thiên đan sư của tiên cung ta mà dám nói không gì sai, ta tới tận cửa trả thù chẳng phải là càng không sai sao? Cổ Kiệt giận tím mặt. Hoàn toàn chính xác, cổ đạo hữu không sai. Chia bọn chúng giết một người trong các ngươi, mà ngươi giết của vô thường minh, có lẽ cả Trúc Long đạo không chỉ một người. Nữ tử áo trắng hỏi ngược. Mạng của những người này sao có thể đánh đồng cùng với Bình Giao Tử? Cổ Kiệt giễu cợt. Đấy là lập trường của ngươi, còn ở lập trường của ta, ngươi đã làm trái quá rồi, đến thời điểm nên thu tay. Nữ tử áo trắng lắc đầu bình tĩnh. Hai tên kia chưa chết, việc này đừng hòng bỏ qua. Cổ Kiệt hừ lạnh dứt quát. Đây là ta cho Bắc Hàn Tiên Cung mặt mũi mới nói với ngươi lời này. Nếu các hạ tiếp tục không biết tốt xấu, dù ta chưa chắc có thể thực sự lưu người lại được, nhưng liều mạng bế quan nghìn năm cũng đủ phong ấn 12 tiên khiếu của người, khiến người thực sự đại tổn. Nói đi nói lại, các hạ cũng đường tưởng rằng tiên cung vì một cái kim tiên mà chấp nhận xích mích cùng vô thường minh và Trúc Long đạo. Nếu thật là như thế, người cũng không lẻ loi một mình tới đây. Sắc mặt nữ tử áo trắng rốt cuộc trầm xuống. Cô Kiệt nghe vậy thần sắc cứng đờ trầm mặc. Người lúc trước, người giết bất kể là của vô thường minh hay Trúc Long đạo cũng không truy cứu. Việc này coi như chấm dứt,
Nếu người biết nặng nhẹ thì mau rời khỏi đại lục cổ vân. Cũng với giọng của nữ tử càng ngày càng nhỏ, trên đỉnh đầu của Kiệt bỗng sắc trời phong quang, mấy cánh hoa lớn lở sộ tứ phía, đầy từ trong thả ra ngoài. Sau đó bông hoa tuyết liên khổng lồ màu trắng lóe hào quang rồi ầm ầm biến mất. Cổ Kiệt lơ lửng giữa không trung, sau đó một hồi âm tình biến hóa trên mặt, rốt cuộc thân hình mờ nhạt hóa thành một tia đạo thanh quang nhanh theo hướng bắc. Nửa ngày sau, trên một ngọn núi không biết tên tại Trúc Long Đạo, trong lòng núi có một tế đàn hình tròn rộng rãi, bốn phía có 8 cây cột đá màu đen thẳng, trên đỉnh có chậu than, bên trong không biết đốt lại loại dầu gì, sáng lên ánh sáng màu đỏ thắm rọi sáng không gian xung quanh. Ánh sáng chiếu rọi xuống dưới là một nam tử to lớn, mang mặt nạ đầu hươu màu xanh, đội nón rộng vành đen, đang xoa xoa hai tay, đã đi lại lại trên tế đàn, bước chân lung tung, có vẻ vô cùng lo lắng. Đây là Lân Cửu. Lúc trước cả biết được khu vực Trúc Long Đạo và Vô Thường Minh có người liên tiếp bị giết, Tứ Minh lộ ra tin tức vụn vặt đoán được, tên trưởng lão Kim Tiên của Bắc Hàn Tiên Cung cũng tới cửa tìm giết. Đã vốn định lấy cớ rời xa tông, trốn vào bí cảnh không ai biết, tu thành Kim Tiên mới là trở về. Đúng thời điểm theo dự định thoát đi, gã thu được tin tức từ thành viên cao cấp của Vô Thường Minh truyền tới, khiến cho gã ngàn vạn lần có cơ hội không phải rời khỏi dãy núi Trung Minh mà là tạm lánh ở chỗ này chờ tin. Chờ đợi ở đây gần một năm mà nửa điểm tin cũng không có, không khỏi làm cho gã lo lắng. Đúng lúc này, chính giữa tế đàn bỗng sáng lên một đạo bạch quang, một đóa hoa tuyết liên màu trắng từ hư không nở rộ, chớp động bạch quang hiện ra nữ tử áo trắng. Vân Lân Tam tiền bối. Lân Cửu thấy thế vội kêu một tiếng cung kính nghênh đón. Chuyện cổ kết đã không còn đáng ngại, chỉ là trong ngàn năm ngươi đừng có đặt chân tới đại lục Minh Hàn. Nữ tử áo trắng thản nhiên đa tạ Lân Tam tiền bối cứu giúp. Lân Cửu vội vã lại một cách thật sâu cung kính. Trước ta thiếu người một cách nhân tình, lần này coi như ta trả lại. Sau này có loại sự việc thế này ta cũng không xuất thủ nữa, người tự giải quyết cho tốt. Nữ tử áo trắng lạnh nhạt mở miệng. Nói xong, nhân ảnh hóa thành một đạo bạch quang tàn giá lập tức biến mất. Lân Cửu đành cười khổ một tiếng, hướng về hư không thi lễ. Sau đó gã gỡ mặt nạ đầu hươu xuống, thân hình chợt co biến thành một nam tử béo ục ịch, kim bào lộng lẫy, chính là Hùng Sơn. Bên ngoài đại lục cổ vân, tại vùng biển xanh đậm không bị đóng băng tại phía đông, trong vùng biển có các đảo tạo thành một vòng tròn, ở giữa là lòng chảo biển đen kịt sâu tới vạn trượng. Ở sâu trong lòng chảo có một tấm bia đá màu xám trắng cao tới 10 trượng, trên nó hiện ra đầy lỗ lông sâu do nước biển ăn mòn, mặt trên còn được phủ bởi một cái lớp hải tảo trơn nhẵn màu đen, khiến cho thoạt nhìn giống hệt như tảng đá ngầm trong biển. Nhưng mà trên thực tế, tấm bia đá màu xám trắng so là cửa vào tiếp theo của động thiên bí cảnh do Trúc Long Đạo quản lý. Bên trong bí cảnh, tại một quảng trường trên một ngọn núi đá lơ lửng hư không màu xanh biếc, Hàn Lập đang khoanh tay nhìn phía xa xa, cuối tầm mắt là những ngọn núi riêng biệt cao nghìn trượng phủ đầy thảm thực vật màu xanh chằng chịt. Tất cả bọn chúng trôi nổi trong hư không, mỗi một ngọn núi đều là không chạm đất, chỉ có những sợi dây xanh rậm rạp rủ xuống như mái tóc buông thõng vào trong sương mù xám dịt phía dưới. Bí cảnh này tên là Phù Sơn, bên trong có ngàn ngọn núi cô độc, bên trên tràn đầy thiên địa nguyên khí, có nhiều loại linh dược cực phẩm sinh trưởng, trong đó gồm nhiều loại dược liệu cần thiết cho chế đan như Sơn Phục Thần, Phục Long Tham. Mà từ trên này đi xuống, phía dưới chân núi là một vùng sương mù dày đặc, mây mù khắp biển khơi, sâu không thấy đáy, bên trong ẩn chứa nhiều sinh vật cổ quái, có da xám trắng hình dạng giống người. Bên ngoài gọi là gì thì từ cổ chí kim cũng không thấy có điển tích nào ghi chép, chỉ biết người trong Trúc Long Đạo dựa vào hình dáng gọi chúng là bạch quỷ. Trong hoàn cảnh bình thường, những con bạch quỷ này là không rời biển khơi mà lên Phù Sơn, nhưng cách mấy năm sương mù dày đặc trong biển khơi không hề báo trước bốc lên lan tràn khắp Phù Sơn. Lúc này vô số bạch quỷ sẽ từ sâu trong biển khơi mà tràn ra,
theo sương mù che giấu, nhảy vào trong ngọn phủ sơn hái và ăn những linh dược trên núi. Nếu tu sĩ ngăn cản sẽ phát sinh xung đột mà phát động chém giết. Chiến lực của những con bạch quỷ này không coi là cường hãn, nhưng số lượng rất nhiều, lại không sợ chết, nên trong lịch sử mấy lần chiến tranh quy mô lớn, song phương chưa có bên nào chiếm ưu thế. Sau này vì muốn là một lần cho xong để ngăn cản bạch quỷ, một đạo phủ am hiểu trận pháp trong Trúc Long đạo đã bày ra ở dưới phù sơn một đạo cấm chế mạnh mẽ, có thể ngăn cản sương mù dày đặc bốc lên, đó mới hoàn toàn ngăn cản chặn tận gốc bạch quỷ tập kích. Đáng tiếc niềm vui không được bao lâu, mọi người nhanh phát hiện không có sương mù dày đặc lan tràn, sản lượng linh dược trong bí cảnh phù sơn càng ít, mà linh dược như sơn phục thần càng trở nên tuyệt tích một cây không thấy. Lúc này tu sĩ Trúc Long đạo mới hiểu, trong bí cảnh chính là hệ thống đặc biệt cộng sinh, tác động vào yếu tố sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ. Sau đó vị đạo chủ này thu lại trận pháp cấm chế, không cản sương mù dày đặc bốc lên, đồng thời để lại lệnh cấm. Chỉ cần bạch quỷ không dựa vào sương mù dày đặc che đậy mà tập kích phù sơn sẽ không tiếp tục giao chiến. Tuy nhiên vì để tránh sự cố ngoại ý muốn, trong bí cảnh ngoại trừ số lượng lớn đệ tử luyện hư kỳ và nô bộc khôi lỗi, còn phải ít nhất có một trưởng lão chân tiên kỳ thích tọa chấn quanh năm. Hiện nay, Hàn Lập là trưởng lão chân tiên kỳ đảm nhiệm canh giữ chỗ này. Chương 258, mở hộp. Hàn Lập đứng trên quảng trường, tuy mắt nhìn phong cảnh kỳ lạ trong bí cảnh, nhưng mắt bất định, hiển nhiên tâm tư không tại đây. Hắn tới đây hơn một tháng đã dò xét một lượt toàn bộ hoàn cảnh nơi đây. Trừ chỗ biển, ai muốn vào chỉ có thể đi qua cánh cửa duy nhất. Vì thế hắn chỉ cần bố trí một cái bộ cấm chế ở đây, công nhận sợ thân niệm. Nếu của kiệt đuổi giết tới bí cảnh cũng có thể cảm giác trước được. Đương nhiên bởi vì chỉ có một lối đi, hắn muốn thoát là cũng rất phiền phức. Giải quyết vấn đề này trước khi tới đây đã là đi một chuyến tới phía nam đại lục cổ vân, tạo thành huyệt động cho một cái con nước bí ẩn lùi bạo hải xương. Trong huyệt động, hắn dùng 9 cây cầu lồi mộc bố trí lồi trận ổn định truyền tống cự ly siêu biến và để lại tiêu ký thần hồn tại đó. Chỉ cần hắn có mặt đầu đó ở đại lục cổ vân, với sự liên hệ của thần hồn và tiêu ký thần hồn đã lưu tại lồi trận, thời điểm hắn sử dụng lồi trận truyền tống có thể thuấn gì truyền tống đi ngay. Nếu thực cổ kiệt đuổi giết tới, hắn có thể truyền tống tới cực nhanh, sau đó chạy vào lồi bạo hải xương, như vậy tỷ lệ tránh được truy tung khá cao. Tuy nhiên do trạng thái của lồi trận luôn kích hoạt trường kỳ, mỗi giây mỗi khắc đều hao tổn lồi điện chi lực trong cầu lồi mộc, nên nhiều lắm chỉ trèo chống được trăm năm, với công dụng không còn khi lôi điện chi lực hao hết. Sống ở đâu theo ở đó, tốt nhất nên xử lý mấy việc trước mắt đã. Hắn đập lầm bầm mấy tiếng, tay vỗ nhẹ lên lan can bằng bạch ngọc, xoay người đi thẳng về động phủ phía trong quảng trường. Ở trong mật thất động phủ, Hàn Lập khoanh chân, tay gãy đảo, tay hiện ra hai trang giấy màu vàng. Hắn xem xét kỹ càng, những chữ ghi chép trên trang giấy không phải của hắn, đây là đan phương tống nguyên đan cùng xuân lâm đan. Hiện tại hắn cần biện pháp nhanh chóng nâng cao thực lực, tăng tiến tu bị, nhất định phải luyện chế ra lượng lớn đan dược địa giai nhằm hỗ trợ tu luyện. Đối với thống nguyên đan hiện nay, hắn có chút tâm đắc kỳ luyện chế xác suất thành công cao hơn hẳn trước đó. Còn xuân âm đan thì hắn chưa từng luyện chế, nhưng với sự hỗ trợ của chân ngôn bảo luân, tin rằng độ khó không quá cao. Trước mắt, linh dược để luyện chế hai loại đan dược này đều không thiếu. Với ý định ở đây lâu dài, hắn đem đại bộ phận hạt giống linh dược tính sẽ là tạo ra linh dược viên trong động phủ. Hắn cũng hiểu rõ ràng, dù đã có hai đan vương nhưng mà trường kỳ phục dụng mãi cũng nhờn thuốc, hiệu quả đan dược xuống thấp làm lãng phí linh dược và hạ thấp tốc độ tu luyện. Vì thế hắn cần dùng các loại đan phương khác, cần luyện chế nhiều loại địa đan. Từ lâu hắn đã từng tuyên bố nhiệm vụ đổi đan phương địa đan tại Vô Thường Minh. Do đan phương quá mức trân quý, đại bộ phận địa đan sư không muốn đưa ra giao dịch, mãi chưa có như ý nguyện. Nghĩ tới đây, bàn tay Hàn Lập dung, lòng bàn tay hiện ra một hộp tử sắc là vật lấy được từ bình giao tử. Vật ấy đã bị một cái vị tạo nghệ gần tới thiên đan sư cẩn thận phong ấn, khả năng trong đó có đan phương mà đám luyện đan sư coi như tính mạng cũng nên. Mắt nhìn đường vân dày đặc bề mặt hộp,
tay rung, hơn 10 tiểu kỳ sắc hoàng. Tờ một tấc hiện ra, thân tiểu kỳ đen nhánh, chất liệu như thiết, bên trong vẽ nhiều loại ám văn phức tạp khó hiểu. Hàn Lập cầm thiết kỳ, cắm xuống nền đá hình vòng tròn, ngón tay nâng lên rồi nhẹ nhàng điểm các họa xuống nền đất giữa cây thiết kỳ. Chỉ chốc lát sau, một pháp trận nhỏ nhỏ khá phức tạp hiện trên mặt đất. Hàn Lập đặt hộp ngọc chính giữa pháp trận, ngón tay duỗi ra, kết xuất một pháp quyết miệng niệm tụng. Theo tiếng niệm tụng, ám văn trên thiết kỳ lẫn trận văn khắc trên mặt đất đồng loạt sáng lên. Khải, Hàn Lập quát khẽ, toàn bộ pháp trận hào quang chói mắt bao phủ trọn bộ hộp ngọc tử sắc. Một tiếng xì khẽ vang, ngân sắc phù lục trên hộp ngọc sáng trực tiếp bốc cháy. Hộp ngọc tử sắc vừa bị đốt, các đường vân cũng khắc sẵn thi nhau sáng lên, khiến nó trở nên rực rỡ, lóng lánh như một khối thủy tinh màu tím cực kỳ đẹp đẽ. Hàn Lập chưa kịp nhìn kỹ thì đột nhiên nó rung động kịch liệt, đường vân càng lúc càng sáng hơn, như thể nó muốn nứt vỡ. Sao lại thế này? Tâm trí hắn căng thẳng, làm quang mắt sáng minh thành linh mục phát động. Bên trong hộp ngọc, từng đạo phù văn chìm ẩn, mắt tưởng không thể phân biệt sáng lên như thể muốn phát động khả năng tự hủy, làm chiếc hộp và vật báu bên trong triệt để băng toái. Phong cấm chi thuật của hộp ngọc thế nhưng có hai tầng minh ám, nếu chỉ tiêu trừ ngân sắc phù lục bên ngoài thì phù văn chìm ẩn bên trong sẽ phát động, cái đều tạo ra hậu quả không thể vãn hồi. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, khẩu quyết chân ngôn bảo luân được Hàn Lập mặc niệm, kim quang toàn thân đại phóng, một viên luân vàng kim mở xích hiện ra sau lưng chậm rãi quay tròn. Thất tâm niệm hắn, chân ngôn bảo luân xoay quanh, gợn sóng vàng kim tản dao động, bao trùm phạm vi 10 trượng trong mật thất, trừ Hàn Lập hết thảy chậm lại. Hào quang trên phù văn hộp ngọc đang cấp tốc sáng đột nhiên chậm hẳn, lúc này Hàn Lập mới phát ra từng đạo minh ám thay bảng lóe sáng, song chỉ khép lại múa một hồi, song thủ biến hóa hồi lâu. Từng lá thiết kỳ bị kẹp nhổ lên, hình thành pháp trận nhỏ khác, mở. Hàn Lập trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, hào quang phía trên pháp trận lập tức đại tác. Từng sợi hắc quang như mũi tên nhỏ theo thiết kỳ màu đen bắn vào hộp ngọc tím. Bên trong hộp ngọc bao trùm, phù văn thu vào không còn lập lòe, sau đó tiêu tán, hỏa diễm thiêu đốt bên ngoài hộp ngọc cũng dần nhỏ đi. Hỏa diễm phù lục triệt để dập tắt, đường vân trên hộp ngọc màu tím cũng dần dần ảm đạm biến mất. Trên bề mặt hộp truyền tới tiếng vang nhỏ bang, lại tự mở ra. Hàn Lập thu chân ngôn bảo luân vào cơ thể, tay mượt chảo, hộp ngọc một tiếng liền bay vút đến rơi vào lòng bàn tay. Toàn bộ trong mật thất sớm đã bố trí một tầng trận pháp cấm chế, không lo trong hộp có bố trí thủ đoạn gì làm bạo lộ vị trí. Hắn ngưng thần nhìn lại, trong hộp ngọc toàn bộ trống rỗng, chỉ có ở đầu hộp nằm nặng yên một chồng giấy nhỏ màu vàng nhạt. Hàn Lập thấy vậy, thả tân thức xoẹt qua, phát hiện trong đó không có thần niệm ấn ký, mới đưa tay nâng lên cẩn thận tra xét. Chỉ thấy trên trang thứ nhất ba chữ to là Thừa Uyển Đan, dùng cổ truyện văn viết, phía dưới chữ nhỏ viết hơn 5 loại linh dược cùng phương pháp luyện chế. Hàn Lập nét mặt lộ mừng rỡ, quả nhiên như sở liệu, hộp ngọc là chứa đan phương. Xem trang thứ nhất lại lật tiếp trang sau, qua hơn 10 trang kinh nghỉ phát hiện những đan phương này, đại bộ phận đan phương địa sai, kể cả Thừa Uyển Đan trang nhất vậy mà chừng 7 cái. Bất quá nghĩ tới Bình Sao Tử có năng lực luyện chế đạo đan, hắn đã trở thành bình thường. Đã có 7 đan phương địa sai, cộng thêm Thống Nguyên Đan cùng Xuân Lâm Đan lúc trước. Vậy mà thời gian dài tới, hắn không cần hao tổn tâm trí kiếm đan phương. Căn cứ đan phương và miêu tả tính chất đan dược, Hàn Lập cơ bản xác định bình đan dược màu vàng óng ánh lúc trước lấy từ chỗ Bình Giao Tử là Thừa Uyển Đan không thể nghi ngờ. Nói về phẩm cấp đan dược này, tựa hồ từng cái so với Xuân Nam Đan còn muốn cao hơn một ít. Đương nhiên sử dụng linh dược tự nhiên không phải phàm phẩm, không nói đến chủng loại hiếm thấy, chủ tài linh dược số tuổi đều là 5-6 vạn năm. May mắn chỗ Hàn Lập ở là Phù Sơn Bí Cảnh, vốn là bảo khố linh dược, tự nhiên rất nhiều linh dược có thể tìm tới nơi này. Dùng thân vạn ắn chỉ cần thu tập một ít linh dược, chưa đủ trăm năm trở lại, tông môn tự không hỏi tới. Về sau hắn lại thông qua linh dịch bình nhỏ thúc giục chủ tài đủ tuổi, còn linh tài khác có thể thông qua tiền nguyên thạch mua sắm, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn kiềm chế vui sướng trong lòng, cầm lấy hộp ngọc định tu hồi đan phương, bỗng mắt đột nhiên lóe qua hộp ngọc lần cuối có chút khác thường. Bàn tay lật lấy ra một thanh chủy thủ mỏng như lá liễu, đâm vào góc bìa hộp ngọc nhẹ nạy ra, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, một bản ngọc bản màu tím loáng thoáng
như kính từ hộp ngọc bị nạy ra. Hắn cầm bản dày hơn, không biết bao nhiêu so với trang giấy, đặt trước mặt cẩn thận đánh giá. Ánh lửa chiếu rọi xuyên thấu mật thất, có thể thấy trong ngọc bản bóng loáng phân bố từng đạo đường vân dày đặc hết sức nhỏ liên kết với nhau, phác tạo ra đồ án hoàn toàn thập phần phức tạp. Hắn lập mắt khép lại, thần thức ngưng tụ ở một viết trên ngọc bản dò xét. Thần trí hắn mới chạm vào ngọc bản, trên mặt đồ án hoa đoàn lập tức nhộn nhạo một cái tầng kim sắc quang mang, từ đó bay ra một cái miếng kim sắc phủ văn trực tiếp đẩy vào thần trí, đẩy thần trí hắn ra ngoài. Thử vài lần vẫn đều như vậy, hắn khẽ thở dài, đành tạm buông tha. Hắn không phải là không thể dùng thần thức cường đại cưỡng ép bài trừ, chỉ nội tâm ẩn ẩn thấy khối ngọc bản này tựa hồ có ẩn tình, không muốn nhắc đến phong hiểm phá hủy ngọc bản. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thu ngọc bản cùng đan phương, thả lại hộp ngọc, sau đó tay lần nữa khẽ vỗ trước người. Một cái đạo quang mang hiện ra, một thạch lô màu xám cao hơn người bỗng hiện, bình ra một tiếng rơi trên mặt đất. Chương 259, bận rộn. Chiếc thạch lô xám là vật lấy từ chỗ hầu vương trước đây. Lúc này, hồ nhi tử trong thạch lô đã rót ra hết. Do nhiều năm xâm nhiễm nên lô này vẫn phảng phất mùi rượu thơm nhàn nhạt. Hắn hít một hơi sâu, song đồ kết động thật nhanh đánh ra mấy đạo pháp quyết kỳ lạ. Chỉ thấy từng đạo thanh quang từ trưởng tâm liên tiếp bay ra, nhập vào thạch lô. Tám phủ văn thô to mình các ở thân lô rực sáng hào quang, từng đợt quang mang sáng. Quả là thế, hắn lập thế vậy nội tâm vui vẻ. Quả nhiên khẩu quyết tế luyện bảo vật lấy được từ lần cửu có tác dụng với thạch lô. Quang mang trong mắt hắn lóe, phá quyết không ngừng từ song thủ bay ra, miệng bay ra một hồi âm thanh liên tục. Quang mang tỏa ra từ phủ văn trên thân thạch lô càng lúc càng sáng chói, từ lô vang vẳng từng đợt thanh âm kẹt kẹt. Bề mặt lô hiện ra đường vân dài hẹp như chiếc lá, từ trong phát ra ngân quang chói mắt. Trong ngân quang từ mảng đá chóc ra, hình dạng thạch lô nhanh thu nhỏ, sau một thoáng chỉ còn phân nửa. Khi ngân quang tách ra, thạch lô nguyên bản không còn mà trở thành một đan lô màu bạc. Bên ngoài chạm các hoa văn phức tạp, nguyên bản 8 cái phù văn vừa thô vừa to vẫn còn nhưng đã biến thành tinh xảo đẹp đẽ hơn. Đan lô phẩm chất thế này hẳn càng tốt để luyện chế đan dược. Hắn đập bình tĩnh, ngắm nghía khí tức phẩm chất lô, cảm thấy đan này không thua kém chút nào so với đan lô kim sắc của Bình Giao Tử, buột miệng lầm bầm. Dứt lời, tâm niệm nhảy lên bên cạnh hiện một đạo ngân quang, một tiểu nhân ngân diễm cao khoảng 2 xích tự nhiên hiện ra giữa không trung, lảo đảo rơi xuống đất. Chợt nó bị lò đan hấp dẫn, bèn khựng ngó sang, ngoái cổ nhìn Hàn Lập nhanh lượn lờ quanh cái lô. Hắn đã mỉm cười liên hệ tâm thần với nó. Ngân diễm tiểu nhân hiểu được, từng người nhảy tới cửa lô, bỗng phồng miệng phun ra một ngọn lửa cực lớn không tương xứng với hình thể nhỏ bé. Đoàn ngân sắc quả diễm xòe tới trực tiếp bay đến đáy lô, bốc đến hừng hực. Ngọn lửa ngân sắc bốc đến dữ dội, một dòng khí cực nóng tỏa ra khắp mật thất. Sau một lát, từng đạo linh văn trên ngân sắc đàn lô sáng, dần dần chuyển qua đỏ thẫm. Đàn lô từ từ bay lên lơ lửng ở không trung. Ngân diễm tiểu nhân ngồi trên nắp lô, dường như cảm thấy thú vị. Nó ngồi sát mép lô, hai tay nhỏ xíu đung đưa vung vẩy trong không khí, cả người lắc lư theo nhịp xoay động của lô. Hàn Lập thế vậy tay khẽ vẫy nhẹ, trúc linh thảo cùng vai cùng hơn chục loại linh dược bay từ chữ vật chạc lơ lửng ở không trung, tay hợp lại trà sát với nhau trên không, mấy loại linh dược kia phát ra tiếng động bộp bộp hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, tay hắn chỉ về phía lô vẫy vẫy, nắp lô đang bị ngân diễm tiểu nhân ngồi trên liền từ từ bay lên. Đám nguyên liệu bột dạng lơ lửng trên không trung này như bị cỗ lực lượng vô hình hút cả vào trong lô, nắp lô cũng lập tức đóng lại phát ra tiếng kèn két. Ngay sau đó, tám đạo phù văn màu bạc trên đàn lô liên tiếp sáng rực, phát ra ánh sáng hào quang rực rỡ. Ngọn lửa màu bạc phía dưới đàn lô như bị một cái lực lượng nào đó điều khiển, ngọn lửa bùng lên tạo thành một con rồng lửa bao trọn cái lô. Ngân diễm tiểu nhân ngồi trên đàn lô thấy vậy, cả người nhoáng lên biến thành một con chim lửa màu vàng, lao thẳng xuống dưới hòa một với rồng lửa. Phừng một tiếng động nhỏ vang, con rồng lửa bỗng bừng lên, một cỗ rực nóng bỏng phát ra, nhiệt độ tăng đến mấy lần. Hàn Lập thế vậy mắt sáng ngời. Với những diễn biến trước mắt,
thời gian luyện chế một mẻ đàn sẽ ngắn hơn trước rất nhiều, chỉ là không biết tỷ lệ thành đan ra sao. Thời gian từng nghiệp qua thi thoảng, Hàn Lập lại sử dụng chân ngôn bảo luân vào đúng dịp cần thiết. Phía trên đàn lô phát ra đủ màu sắc cầu vồng, tuy nhiên trong mật thất vẫn chưa ngửi thấy bất kỳ mùi thuốc. Cỡ 7-8 canh giờ sau, ánh sáng 7 màu trên đàn lô bỗng tắt ngấm, lò đan trở về màu trắng bạc, chỉ còn phần nhỏ do nhiệt độ quá cao chưa kịp nguội mới vẫn còn đỏ sậm. Ngọn lửa bạc thu hóa thành một cái ngân diễm tiểu nhân bay từ dưới lò đan ngồi trên vai Hàn Lập. Một thanh âm bịch vang, lò đan màu bạc hạ xuống đất. Hàn Lập khẽ cau mày tiến tới, trên tay phát ra hào quang rồi vung nhẹ. Nắp lò mở ra, một cốt dược hương đậm đặc xộc ra ngoài, nhanh tràn ngập khắp mật thất. Hắn cúi người nhìn vào lò đan, đã thấy 16 viên đan dược màu vàng kim nằm im bên trong, nhiệt lực chưa tán, từng làn khói trắng nóng hổi vẫn quanh quẩn bên trong. Thật không thể tin nổi, lò này lại có công hiệu như vậy, không chỉ rút ngắn thời gian luyện đan rõ rệt mà giúp nâng cao tỷ lệ thành đan, quả thật không thể tưởng tượng. Hàn Lập là lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên thán phục. Hắn cố gắng kìm chế vui sướng trong lòng, sau khi thu hết đan dược trong lò vào bình ngọc, tay vung xuất ra một đám dược liệu mới. Hắn vẫn tranh thủ thời cơ, nhanh luyện chế ra càng nhiều đan dược càng tốt. Mấy tháng sau, ánh lửa màu bạc trong mật thất mới tắt, một con chim lửa màu bạc bay ra từ dưới lò đan, biến thành ngân diễm tiểu nhân nhảy nhót không ngừng quanh chân Hàn Lập, túm lấy vạt áo rồi trèo lên vai hắn. Hàn Lập lộ vẻ mệt mỏi, nghiêng đầu nhìn nó cười cười, sau đi tới cạnh lò đan màu bạc. Tay khẽ vung, nắp lò mở, một cốt dược hương đậm đặc thoát ra ngoài. Hắn vung chảo lấy đan trong lò, đặt trước mặt bắt đầu đánh giá. Mỗi quả đan dược to cỡ hạt lòng nhãn, toàn thân màu bích lục, có vẻ thông linh do hàn khí vẫn chưa tán nên toát ra linh khí mờ mịt 10 phần bất phàm. Không tệ, một mẹ luyện được 11 quả, tỷ lệ thành đan đã nâng cao nhiều. Sau khi lật tay thu bình ngọc, hắn lại lẩm bẩm vài tiếng. Sau lát dường như nghĩ đến cái gì, ngồi khoanh chân, một tay vùng lên lấy ra mặt nạ đầu trâu đeo vào. Cùng với đám ánh sáng xanh bừng lên, trên vách tường hiện ra một cái trận bản cực lớn. Mắt Hàn Lập tập trung kỹ càng danh sách nhiệm vụ bên trái trận bản. Xem chừng đã xảy ra rồi, Hàn Lập khẽ buông tiếng thở dài mặt ngưng trọng. Vừa rồi sau khi kiểm tra thấy những nhiệm vụ của Lân Thập Thất công bố ở vô thường mình đã biến mất, tất nhiên không phải do nhiệm vụ ấy được tiếp nhận, mà chính bản thân gã, chính xác hơn, mặt nạ của vô thường mình của gã xảy ra vấn đề. Lòng Hàn Lập rung động, lập tức liên hệ ấn ký ở cửa vào bí cảnh với bờ hải dương nuôi bạo, sau khi chắc chắn mọi thứ hoàn hảo mới tạm yên tâm. Ngày qua ngày cứ thế qua, thoáng chốc đã hơn 10 năm. Hắn dùng lửa thời gian vào luyện chế đan dược, đồng thời là dùng trường thiên bình cô đọng không ít tinh hạt. Một ngày nọ, trên quảng trường phía trước động phủ Hàn Lập, mười mấy thanh niên nam nữ mặc trang phục đệ tử Trúc Long Đạo, người trước kẻ sau phi độn tới trước tòa động phủ. Hàn Lập đứng trên thềm đá ngay cổng lớn, mắt quét qua từng người, từ miệng vàng mấy cái tên: Hồ Trầm, La Đường, Tâm Tùy, Lệ Trưởng Lão. 7-8 thanh niên nam nữ từ trong đám người phóng tới trước người Hàn Lập thi lễ. Mỗi người này đều có tu vị luyện hư đỉnh phong, là những đệ tử trấn giữ nơi này trong thời gian tới, có thực lực xuất chúng nhất trong đám người. Ta gần đây muốn phong bế ngọn núi, bế quan tu luyện một thời gian, bên trong bí cảnh hết thảy sự vụ tạm giao cho mấy người các ngươi xử lý, nếu không có sự tình khẩn yếu không cần bẩm báo với ta. Hàn Lập mặt không biểu tình phân phó. Tuần mệnh mấy người kia cũng đáp: Đây có một cái bí phủ đưa cho các người, nếu có tình huống các người không có cách ứng phó, chỉ cần rót linh lực vào phóng thích, bí phủ tự động bay trong động phủ báo cho ta biết. Hàn Lập nói ra. Vâng, mọi người lại mở miệng đáp. Lệ Trưởng Lão yên tâm, chúng ta nhất định không phụ lòng Trưởng Lão ủy thác. Một thanh niên da đen trong đó thoạt nhìn hơi lớn tuổi lên trước đưa tay tiếp nhận bí phủ. Tốt, đều xuống đi. Hàn Lập gật đầu thỏa mãn. Mọi người thi lễ, sau đó độn quang nhào nhào sáng rồi bay đi. Gần nửa ngày sau, ngọn núi ở chỗ Hàn Lập chấn động, từng đạo sáng xanh phóng lên trời, sao to lớn nhau trên không, hóa thành một màn xanh cực lớn bao phủ trọn ngọn núi vào trong. Trên ngọn núi một tòa sơn động cực lớn mở ra, gần bên trái thạch bích xây dựng một cái lò luyện mới. Bên cạnh lò luyện có một bàn đá, trên đó bày biện 7-8 loại linh tài hình dạng khác nhau. Trong đó dễ thấy nhất là hơn 10 khối kim loại màu ánh kim to cỡ đầu người, cùng một hòn đá màu trắng lớn chừng nắm đấm. Khối trước mặt ngoài khảm dày đặc đường vân hình dáng như cánh hoa, khối sau toàn thân trắng muốt,
mơ hồ lộ ra mùi đàn hương. Cái khối này chính là Học Văn Tinh Kim cùng Làng Tiễn Vân Thạch. Hàn Lập đứng cạnh lò luyện, vất tay hút khối Làng Tiễn Vân Thạch vào trong, nhẹ vuốt phẳng, cảm thụ lòng bàn tay truyền đến cảm giác ôn nhuận. Vài năm qua hắn đồng thời luyện chế đan dược, cùng với tìm hiểu tin tức Trúc Long Đạo, căn cứ manh mối có được, đại khái hắn suy đoán được Cổ Kiệt hôm nay có lẽ đã không còn nấn ná gần Trúc Long Đạo, chỉ mong là bị một vị kim tiên trong tông cản đuổi đi. Lòng hắn suy đoán như thế, dù Hàn Lập trước không có đánh giá thấp lửa giận một kim tiên, cho nên là dù vậy cũng không tiện buông lòng phòng bị. Hôm nay đan dược hắn luyện chế ra không ít, đến muốn bắt đầu thông qua phục dụng đan dược tu luyện trở lại. Bất quá trước đó hắn muốn tế luyện thành Trúc Phong Vân Kiếm lần nữa, chỉ thấy tay hắn chỉ một cái, một tiếng thanh minh vui sướng từ cơ thể vang, tinh viêm hỏa điểu từ đầu ngón tay phóng tới trực tiếp lướt vào lò luyện đang bắt đầu thiêu đốt. Bên trong lò luyện ngọn lửa bạc cuồn cuộn, một cỗ sóng khí nóng bỏng lập tức mãnh liệt phóng tới. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.